Xin chào mọi người đã đến với clip tiếp theo của Quang Diễm Vlog. Mọi người ơi, tối nay là ngày bình thường, là ngày thứ hai. Thì mình muốn quay thử xem là ở một cái khu sữa đậu nành Tăng Bạc Hổ nổi tiếng rồi. Nhưng mọi người không ai xa lạ đúng không? Thì mình muốn quay thử xem là cái không khí ngày bình thường giờ ở đây như thế nào. Mọi người theo dõi nha. Không khí vẫn nhộn nhịp không kém các bạn ạ. Ở đây có đủ loại luôn mọi người. Quay ngồi luôn. Mày có cái loại là không nhân mà một loại có nhân thì là đậu xanh. Cái nào mềm đó là nhân đậu xanh là dưa. Cô cho con một cái này. Một cái đậu xanh nhé. Đậu xanh hả? Một cái nhân kem. Nhân kem đúng không cô? Phô mai. À, nhân phô mai. Một cái này là kem. Kem. Đấy. Ba cái. Để con ngồi uống sữa đậu nành bên kia luôn. Đây. Để con cầm lại cho. Dạ. Ăn uống sữa gì? Đây mọi người. Đem một cái mè đen. À. Xanh mang về. Đây sữa đặc. Sữa đặc. Một sữa đậu nành, một loại sữa đậu xanh, một loại sữa đậu đỏ. Mình chưa kịp hỏi sữa. Chưa kịp hỏi sữa nữa mà. Chưa kịp hỏi sữa cho một cái xanh bò mè bò đúng không? Dạ. Xanh bò mè bò đúng không? Dạ đúng rồi. Em không hiểu. Cho em một ly đậu nành, một ly đậu xanh nha. Uống đây hay đem về? Uống đây. Một ly đậu bò. Sữa bò. Một ly đậu nành, một ly sữa đậu nành pha đậu xanh à? Là hai người đi chung hả? Dạ đúng rồi. Nành. Dạ bao nhiêu? Xanh nành. 25.000. Có hai anh chị này 25.000, hai anh chị này 20. Của em là 20 hả chị? Đúng rồi. Đây chị. 25. Rồi đây của em bao nhiêu? 20. 20 đưa đây chị cố cho em. 20 thôi em 30. Rồi cảm ơn em. Cầm cái ly của anh nha. À đây có sữa chua nữa nè. Không khí vẫn rất là nhộn nhịp mà. Nhưng mà cái chị bán thì chị thấy một phần có hiểu á. Ở đây là có bán bánh, các đủ loại bánh ngọt của mọi người. Bánh tiêu, sữa đậu nành, rồi sữa bánh tiêu, sữa đậu nành, bánh ngọt, nhân phô mai, rồi bánh lăng, rồi sữa chua trứng gà này. Rồi xung quanh bây giờ người ta mở ra bán đồ nướng luôn, như là bánh tráng nướng, rồi bắp nướng hoặc là nướng. Phần của mình này, phần của mình là có một cái bánh tiêu này, bánh tiêu này có nhân hả? Có nhân không? Không thấy chập lấy vậy. Cắn ra thử em. Cái này nhầm cái không có nhân rồi. Thôi được, không sao, ăn luôn. Ở đây bán giấy không? Không. Uống các bạn ơi. Bánh tiêu này mọi người, bánh em một nửa, anh một nửa này. Có nhân gì đâu. Mời các bạn nha. Nãy cô nó có nhân, mình mua có nhân mà cô lại đưa không nhân nữa. À, em ăn dính đồ ăn cũng được nè. Đó. Còn mình mua có nhân mà cô bán không nhân. Xong rồi á mọi người. Ngon quá mình bạn mua. Anh này uống sữa đậu nành. Xin mời cả nhà nha. Rất là nóng mình ăn bánh trước nha các bạn. Bánh hoa sữa nha mọi người. Bánh ngon
bánh này ngon á. Ly đậu nành. Mình chơi xe ra đây nha. Các bạn uống đậu nành nha. Trắng như sữa ha. Cái như sữa bò đó ha. Nó hơi đậm hơn một xíu, nó hơi vàng hơn một xíu. Vật giống như sữa bò. Mình bán sữa đậu nành này là ngay trước cái đoạn Trương Công Định giao với Tăng Bạch Hổ nha mọi người. Mọi người đi lại cái khu Hòa Bình xong á, mọi người đi thẳng tới xíu là mọi người thấy đường Tăng Bạch Hổ mấy bên tay phải là đây là tới. Hồi nãy giới thiệu thiếu cho mọi người, hình như ở đây còn chuối chiên nữa nè mọi người. Đây, chúng ta cùng coi pha sữa đậu nành xíu nha. Mỗi lúc đổ về đây một đông mọi người ạ. Mình thấy cũng đặc biệt mọi người, ly mà họ bán mang về thì họ bán ly giấy chứ không dùng ly nhựa cho mọi người. Quen chai niềm 12 lên chai em. Ly giấy thì cũng có phần tí cho bảo vệ môi trường. Còn uống tại chỗ thì chúng ta sẽ uống bằng ly thủy tinh. Khu này thì bây giờ đang bán giống như là cái khu phức hợp luôn, vừa có bánh tráng này đủ loại hết mọi người ạ, rất là ngon. Đây mọi người, bánh ướt lòng gà trang á, bánh ướt lòng gà trang thì nằm ở dưới kia nha mọi người. Đây tới Tăng Bạch Hổ, bánh ướt lòng gà trang thì nằm Tăng Bạch Hổ hướng kia chứ không phải Tăng Bạch Hổ này mọi người ạ. Đây là chợ đêm này nè, phía trước mình là chợ đêm. Mọi người đi thẳng tới đây xíu là tới đó mà chạy chiếc